thưởng ha, có thưởng ha. Rồi chúc mừng anh Lâm. Anh Lâm cầm cá lên, Lâm cầm cá lên, Lâm cầm nguyên giỏ luôn. Rồi chú Cường nó ít lên Fugo giữa cơn giông bão. Đừng chúng ta nha. Rồi ngay ngày sinh nhật chú Cường nó ít, bà cậu tặng chú một con Fugo trong giấc ngủ. Đang ngủ thấy Fugo chạo ra giật cần. Rồi ok. We'll be right back.
cuối cùng lại là Hugo. Xin hai con à. Cho ba con là. Rồi, ok, đẹp trai. Hôm nay là sinh nhật của Cường 5X, 12 tháng 9 2015 trên sông Cà Mau, Định An, tròn 52 tuổi. Đây là những gì mà anh em chúng tôi đang có ở trên ghe chuẩn bị nhập tiệc vui chơi. Chúng tôi hôm nay thành phần của chúng tôi gồm có đại tiệc gồm có Bại Lão Gia, Bạch Thế, Bạch Thế Hoàng chấm con, gmail.com, Ba Thế Hoàng. Và đây là anh thuyền trưởng Ba Nước. Ba Nước ơi, gõ đây em cái Ba Nước ơi. Ba Nước chứ không phải Cả Nước nha. Ba Nước. Ba Nước. Ok. Và Long Thơ Tơ Hoàng Thế Long. Long Thơ Tơ. Sinh nhật của chú Cường vui vẻ. Rồi, cảm ơn anh ba. Rồi. Happy birthday. Anh làm biết rồi, cũng tôi làm mới được chứ. Tôi bắt đầu vô. Rồi, vô đây mà. Vui. À, dễ giàu gì ta. Dễ giàu nhẹ lắm. Dễ giàu gì có cái buổi tiệc sinh nhật tại ghe. Ba cho Kim thêm một cái ly, ra một cái chén. Quá hoành tráng. Nóng, nóng dữ á. Nóng dữ quá. Cái này là trước cửa buổi tiệc đầy đủ. Đầm lắm á, êm lắm á. Everything ok. Không rồi, tới sáng hay là coi như chưa cái gì hết. Không có giấc độ, không gì hết. Are you happy? Rồi nè. Happy birthday. Yeah, ok. Happy birthday Cường HT. Ủa, Cường gì? Cường 5X. Cường 5X. 5X cho 5F gì đó. 5X. Yeah. Dạ, cảm ơn anh Lâm. Mời anh, xin mời anh. Rồi, vô. Vô. Cạn ly. Quá dữ. Ba mẹ nó sao ngon thế. Quá đã. Quá đã quá. À, quá đã. Thành quả của anh em chúng tôi trong chuyến ngày 12 tháng 9 2015 tại cửa sông Việt Nam.